Kiều Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh siêu thị trực tuyến Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ. Thưa các bạn, hiện nay thì việc chúng ta thường xuyên tiếp xúc với bia rượu hay là các chất có cồn hoặc là những loại thực phẩm không tốt đã quá quen thuộc rồi đúng không ạ? Tuy nhiên thì không phải là ai trong số chúng ta thì cũng biết rằng khi tiếp xúc với những thực phẩm này trong một thời gian dài thì gan của bạn sẽ nhiễm độc nặng nề, thậm chí là chức năng gan của chúng ta suy giảm. Chính vì vậy thì các nhà sản xuất tại Hàn Quốc đã nghiên cứu và cho ra đời sản phẩm nước bổ gan 365, một trong những thực phẩm đang gây sốt trên thị trường hiện nay. Sản phẩm nước bổ gan 365 thì sẽ giúp bảo vệ lá gan của bạn, cũng như là có thể là dùng được cho mọi đối tượng. Đặc biệt là những người thường xuyên sử dụng rượu bia hay là người có tính chất công việc thường xuyên giao tiếp uống rượu bia nhiều. Sản phẩm nước bổ gan 365 thì giúp tăng cường chức năng gan, hỗ trợ điều trị trong những trường hợp gan bị suy yếu hay là nhiễm bệnh. Thứ hai thì sản phẩm nước bổ gan này còn giúp bồi bổ và giải độc cơ thể, hỗ trợ đào thải các chất độc hại ở trong máu. Thứ ba, sản phẩm này thì phòng chống ngộ độc rượu, giảm các triệu chứng sau uống rượu như là buồn nôn, đau đầu hay là ợ nóng. Thứ tư, sản phẩm này thì có tác dụng hiệu quả đối với bệnh viêm gan do rượu, ở xơ gan, gan nhiễm mỡ, vàng da, bệnh tiểu đường hay là các bệnh về chức năng bài tiết như là viêm bàng quang, táo bón và đặc biệt là hiệu ứng co bóp dạ dày. Ngoài ra thì sản phẩm này thì còn hỗ trợ là giảm mụn nhọt, trứng cá, sáng mịn da do độc tố gan cũng như là đào thải ra khỏi ngoài cơ thể. Sản phẩm nước bổ gan 365 có những công dụng tuyệt vời như vậy là bởi thành phần chính của sản phẩm này thì được chiết xuất từ cây Hovenia hay còn gọi là cây nho khô phương Đông, một trong những loại cây được áp dụng cao bởi những hiệu quả mà nó mang lại đối với lá gan của chúng ta. Ngoài ra thì sản phẩm này với chiết xuất hoàn toàn 100% từ thiên nhiên, thế nên là trong quá trình sử dụng thì bạn có thể là hoàn toàn yên tâm, bởi chúng ta thì sẽ không gặp bất cứ tác dụng phụ gì với cơ thể cũng như là phản ứng phụ nào. Với thiết kế nhỏ gọn như thế này thì chúng ta có thể là mang theo mọi lúc mọi nơi, cũng như là việc chúng ta dễ dàng sử dụng hơn mà không cần phải tốn quá nhiều thời gian công sức. Nhiều khách hàng của Korea Shop 24 giờ với tính chất công việc là phải tiếp xúc với rượu bia nhiều, khi sử dụng sản phẩm là nước bổ gan 365 của Korea Shop 24 giờ thì đều phản hồi lại rằng kết quả cho được đều rất tốt. Chỉ sau một tuần sử dụng thôi thì họ cảm giác là sức khỏe của mình đã tốt lên nhiều, cũng như việc là trước đây khi cơ thể của họ thường xuyên bị nóng trong người và nổi mụn nhọt thì hiện tại chỉ sau 1 cho đến 2 tuần sử dụng thôi thì những triệu chứng này đã không còn rồi. Như vậy thì chúng ta có thể thấy là những công dụng vô cùng lành tính cũng như là tác dụng hiệu quả của sản phẩm nước bổ gan 365 trong việc là hỗ trợ bổ gan cũng như là tăng cường chức năng gan đúng không ạ? Với những công dụng tuyệt vời mà sản phẩm nước bổ gan 365 mang lại thì Kiều Anh tin chắc rằng các bạn sẽ ngay lập tức muốn sử dụng để mang lại sức khỏe tốt nhất cho bản thân cũng như là cho người thân trong gia đình thôi đúng không ạ? Tuy nhiên thì nếu như là các bạn còn đang thắc mắc rằng chưa biết mua sản phẩm này ở đâu để có thể là an tâm sử dụng cũng như là được hỗ trợ trong quá trình dùng thì hãy ngay lập tức liên hệ tới hotline của Korea Shop 24 giờ là 0904-363-985 để được tư vấn miễn phí về sản phẩm nước bổ gan 365 đến từ Hàn Quốc này. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể là đến trực tiếp cửa hàng của Korea Shop 24 giờ tại địa chỉ là số 2 ngõ 19 Thụy Khuê Tây Hồ Hà Nội. Korea Shop 24 giờ với phương châm chất lượng là uy tín hàng đầu, cam kết mang đến cho khách hàng những sản phẩm chính hãng đến từ đất nước Hàn Quốc. Hy vọng rằng clip ngày hôm nay thì đã mang đến cho các bạn những thông tin vô cùng bổ ích. Kiều Anh xin chào và hẹn gặp lại.